chào quý khán thính giả của đài Việt Face TV Houston. Quỳnh Giao đang đứng trên đại lộ Bel Air, Sài Gòn, tại Houston, Texas, nơi đang diễn ra cuộc diễn hành xe hoa mừng xuân Canh Tí 2020. Hàng năm đây là một cuộc diễn hành do Thu Bình Võ tổ chức. Xin mời quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh do chúng tôi ghi nhận trong ngày hôm nay. Đại diện ban tổ chức trân trọng chào mừng và cảm tạ quý vị đã đến tham gia và tham dự cuộc diễn hành xe hoa mừng xuân Canh Tí hôm nay. Đây là năm thứ 7 kể từ khi tập thể người Việt tị nạn cộng sản tại thành phố Houston, dân biểu Huy Ga Võ đã tổ chức diễn hành xe hoa để đón mừng Tết Nguyên Đán cho đồng bào Việt Nam, và cũng là dịp để chúng ta có cơ hội trình bày truyền thống văn hóa cổ truyền mừng xuân mới đến các cộng đồng bạn và người dân Hoa Kỳ. Cuộc diễn hành xe hoa năm nay, ngoài các tổ chức của người Việt, còn có các tổ chức của cộng đồng bạn và Hoa Kỳ tham gia, đã chứng tỏ sự thân thiện và ủng hộ đối với người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi hy vọng mỗi năm chúng ta đều có tổ chức diễn hành xe hoa mừng năm mới, tạo thành một truyền thống tốt đẹp của tập thể người Việt Nam tại thành phố Houston. Nhân dịp đầu năm Canh Tí, tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính chúc quý vị một năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Wish everybody a happy new year. Look forward to working with you as the mayor of the city of Houston. Thank you so very much. Happy new year. The best of luck. Chúc non sông hòa bình, ngày mong sớm thôi tuôn rơi, ngày quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do,
New Year, everybody! Xuân này khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành mọi người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì, ước nguyện sao trong thành diều hồng sẽ duyên. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Cộng đồng được một năm mới dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý. Giờ là cảm ơn. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành mọi người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì, ước nguyện sao trong thành diều hồng sẽ duyên. Dạ em xin chào anh Hương và Võ. Trước hết em xin chúc anh năm mới vạn sự như ý, và xin anh chia sẻ trong năm qua thì anh mình đã làm được những gì, và trong năm mới này thì mình có những dự định gì để giúp cho cộng đồng không ạ? Dạ thưa kính thưa chị và kính thưa quý đồng hương của đài Việt Face, Hương Bụt Võ rất là hạnh diện có mặt ngày hôm nay để cùng với tất cả quý đồng hương của Houston đã đón cái cuộc diễn hành xe hoa trong cái năm Canh Tý ngày đầu xuân. Đây là một sự hạnh diện chung cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và thưa, năm 2019 đã đánh dấu được cái sự thành công vượt bậc của cái cộng đồng của chúng ta về mọi phương diện. Các thế hệ đàn em đã gặt hái được rất là nhiều cái sự thành công trong lĩnh vực kinh tế, đã được đánh tiếng. Con em của chúng ta trên phương diện về trường học cũng đã đạt được những thành quả rất là đáng kể trong trung học, cũng như là đã tiến thân vào trong những cái đại học khác nhau. Thì đây là những cái một việc vui mừng cho cộng đồng người của chúng ta, và thấy cái sự trưởng thành lớn mạnh của tất cả các truyền thanh, truyền thông và báo chí của chúng ta rất là nhiệt tình, lúc nào cũng gắn bó với sinh hoạt của tập thể người Việt của chúng ta. Và thưa chị, và cái đây là một cái việc làm mà tất cả mọi người đồng bào trong thành phố Houston đã cùng góp sức với nhau để mà có những cái chuyện lớn cho cộng đồng, thì đã đóng góp với nhau và làm rất là thành công. Và thưa, cảm ơn chị và Hiếu Bụt Võ cũng xin kính chúc tất cả quý đồng hương năm 2020 được mọi sự thành công mỹ mãn, và con cháu lúc nào cũng được thăng tiến trong đường đời, trong đường học vấn, và lúc nào cũng được thăng lương thăng chức. Và thưa, cảm ơn quý đồng hương. Tôi là Phạm Văn Nhân, cựu hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia Houston. Trước tiên tôi xin trân trọng kính lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả Việt Face TV.
và có lời chúc đến toàn thể quý vị huynh trưởng, quý vị niên trưởng, tất cả quý vị đại diện dân cử, quý vị đại diện tôn giáo, quý vị huynh trưởng, niên trưởng của Hội đoàn Quân đội và Cảnh sát Quốc gia một năm Canh Tí đầy tràn đầy hạnh phúc, nồng ấm ở gia đình và có nhiều may mắn trong công việc làm ăn. Vâng, cảm ơn quý vị. Chúng con 3DXL dạy kèm chúc mừng ông bà năm mới nhiều sức khỏe. Happy New Year! Dạ vâng, nhân đầu xuân Canh Tí xin trân trọng kính chúc quý đồng hương một năm mới được an lạc cát tường tươi đẹp giống như thời tiết buổi sáng hôm nay. Chúng ta có một ngày diễn hành rất là đẹp đẽ. Dạ. Kính chúc quý vị năm mới an lành, gặp nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.